Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ gửi đến anh em hai siêu phẩm của à, hàng đồng hồ. Ở đây thì mình sẽ có hai chiếc đồng hồ Tourbillon và một chiếc thì thuộc thương hiệu Montblanc và một chiếc thì thuộc ông tổ của Tourbillon đó là Breguet Thì uh, chiếc uh, Montblanc này thì sẽ đại diện cho cái uh, phong cách thiết kế uh, Tourbillon đời mới được gọi là Exo Tourbillon, và và Montblanc đã làm để cho cái Tourbillon nó được gọn nhất có thể. Còn với chiếc tourbillon này của Breguet thì nó vẫn là một chiếc có thiết kế truyền thống Hai chiếc này của mình thì đều là qua sử dụng và full box các bạn nhé đó. Ở đây thì mình sẽ có đó là hộp của chiếc mông Blanc Thì nó đều có những cái hộp rất là đẹp đó. Mình sẽ mở qua cái hộp mông Blanc này trước để cho anh em xem cũng không phải là lúc nào mà cũng có thể là tập trung được hai siêu phẩm để cho anh em xem như vậy. ở đây thì mình sẽ có một cái hộp được làm bằng gỗ cực kỳ sang trọng. À, có logo của Mông Lăng ở đây và các bạn sẽ mở lên như vậy. ở trong thì sẽ là sợi dây zin. À, ở đây thì chúng ta sẽ có một sợi dây cá sấu hai mặt đã và ta sẽ có hai cái khóa hai cái khóa này nếu mà bình thường anh em sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng hai cái khóa đây. ở đây dưới thì các bạn sẽ còn một ngăn để đồ nếu như các bạn dùng còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng cái ngăn ở dưới này các bạn nhé đó ở đây thì mình sẽ có giấy tờ của chiếc mông lăng này đó à, đây là cái test 500 giờ cái tiêu chuẩn test của mông lăng và các bạn thấy là được ghi tay cũng như là có đầy đủ thông tin như là serial number với cả loại máy còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái quyển Circuit Guide Thì quyển Circuit này các bạn có thể thấy rõ là cái date của chiếc này là 2020 tháng 12 Rất là mới Chiếc Exo tourbillon này thì cũng có giá hãng rất là cao Tuy nhiên hiện tại thì cái mức giá mà bên mình đưa ra để sở hữu chiếc này thì nó phải nói là cực kỳ hợp lý với một chiếc qua sử dụng Và anh em nếu mà có nhu cầu về dòng Tubilon của Mông Lăng Một trong những cái dòng đồng hồ phải nói là À, cực kỳ thanh lịch thì chúng ta có thể là sử dụng qua à, nghĩa qua chiếc à, uh, này mình sẽ bỏ hộp của chiếc mông lăng sang một bên à, tiếp theo thì mình sẽ có cái hộp của Brege hộp của Brege thì như thường lệ các bạn thấy là nó sẽ có phong cách là gỗ óc chó rất là đẹp và cái hộp của dòng Tobilon thì nó rất là to hộp của, của dòng Tobilon này thì nó phải khoảng tầm 25 uh, hình vuông 25cm và như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp ở phía trong to và được làm có khóa đầy đủ đó và khi các bạn nhấc cái này lên thì ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái ngăn và đây là dây da zin của đồng hồ đây là zin của đồng hồ mình đang lắp và tặng kèm mình sẽ được tặng một cái sợi dây handmade đi kèm nữa cá sấu đây là một cái khăn để lau mặt đồng hồ và dưới này thì chúng ta sẽ có cái sổ certificate À, nhắc với anh em chưa biết thì dòng Breguet thì không bao giờ sử dụng thẻ nhé toàn sử dụng thổ, sổ cho nên là chúng ta sẽ thấy những cái sổ certificate như này đó và chiếc này thì cũng có date là 2019 cũng rất là mới và đặc biệt là chiếc này sẽ sử dụng chất liệu là platin 950 cho nên nó sẽ có cái mã 5317PT các bạn nhé đó. Mình sẽ cùng lên tay và so sánh hai chiếc đồng hồ này để anh em xem và anh em nhận xét xem chiếc nào nó sẽ đẹp hộp rất là đẹp sang trọng ở đây thì mình sẽ có hai chiếc đồng hồ với hai chất liệu à, như chiếc mông blanc thì nó sẽ sử dụng chất liệu là vàng hồng AU750 đó vàng hồng 18k AU750 và như đây các bạn có thể thấy là với chiếc mông blanc exotobilon này nó sử dụng size là 42mm càng rất là ngắn đeo cực kỳ hợp tay đó, và anh em nào mà tay chỉ gần khoảng 17cm là chúng ta đeo chiếc exotobilong này là rất là đẹp rồi Ở mặt trước thì rất là đơn giản Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái uh, Tobilon Và ở đây chúng ta sẽ có một cái mũi tên Và mũi tên này nó sẽ là chỉ luôn uh, cho các bạn thấy đó là kim dây của đồng hồ Kim dây uh, nó khoảng là 60 giây các bạn nhé đó, Đây mình sẽ để ở góc này các bạn sẽ nhìn rõ hơn Tobilon thì chạy rất là tít và đẹp và nó sẽ có một cái cầu giữ ở phía trên ở phía trên này thì chúng ta sẽ thấy ghi rõ là mông lăng exotobilon và cái phần mặt phía trên của chúng ta thì sẽ có cái vân là vân star vân đặc trưng của dòng star của mông lăng ở dưới này chúng ta sẽ có cái vân dọc đó khá là đẹp phía bên phải này thì chúng ta sẽ có một cái hình giải quạt và trên hình giải quạt này thì nó sẽ có ba mục là setting winding đó và khi mà các bạn để nguyên như này thì chúng ta vặn thì sẽ là lên dây tay cho nên là nó sẽ là winding còn khi các bạn chỉnh giờ thì chúng ta rút cái núm này ra thì nó uh, thì cái, cái hình giải quạt này nó sẽ nảy về đó các bạn có thể thấy là nó sẽ nảy về cái setting đó và khi uh, chúng ta chỉnh giờ thì cái exo của chúng ta thì cũng ngừng chạy chúng ta chỉ việc ấn vào để nó chạy lại đó các bạn có thể thấy rất là rõ Chiếc mông lăng này thì có mặt số được làm cực kỳ hoàn hảo và đẹp, kim và cọc được làm bằng vàng, giống như chất liệu vàng ở phía ngoài. Kính là kính sapphire và có lớp phủ chống lóa cho nên các bạn có thể nhìn thấy là nó trong vắt nha. À. Đây, mình sẽ cố gắng là quay cận hơn như cái máy quay này nó sẽ chỉ quay được nghe là tối đa cho anh em thôi. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính, núm này thì có logo của mông lăng với bông hoa tuyết. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy, Bộ máy trên chiếc mông lăng Tobilon này thì trước đây thì mình đã có một cái video nói chi tiết rồi. Hiện tại thì hai chiếc này thì hàng mới về lại, cho nên là các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bộ máy ở trong cái video trước. À, bộ máy của chiếc này là một bộ máy automatic và sẽ có củ văng nhỏ hay còn gọi là micro rotor và toàn bộ cái phần tâm điện ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy những cái vân đánh xoáy tròn giải quạt được ngắn ở đây. Đó và các bạn thấy là nó sẽ làm rất là đẹp. Bộ máy phải nói rất là tuyệt vời của mông lăng à, củ văng này dĩ nhiên được làm bằng vàng các bạn nhé đó và chiếc này thì có mã là 4810 à, đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái à, uh, uh, khóa xiên khóa xiên vàng khối và chiếc này thì hiện tại thì bên mình có mức giá cực kỳ tốt so với giá hãng à, với cái giá hãng thì các bạn sẽ phải bỏ ra loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 1 tỷ đồng để mua với cái dòng mà uh, như này tuy nhiên hiện tại thì chiếc mông lăng này thì bên mình đang có cái mức giá là 345 triệu các bạn nhé thì nếu anh em nào có nhu cầu về chiếc mông uh, Montblanc Exotobillon size 42 này thì có thể liên hệ bên mình. Uh, tiếp theo thì ở đây thì mình sẽ có đó là một chiếc uh, Tobillon của Breguet. Đó. Và chiếc này hiện tại thì nó sử dụng cái chất liệu uh, PT950. PT950 là platinum 950. Thì đây là một cái chất liệu rất là quý uh, và rất là đắt đỏ khi mà chế tác đồng hồ và chỉ có những dòng cao cấp thì họ mới sử dụng cái chất liệu này thôi và à, với chiếc Brege này thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp của hãng Brege khi nó có cái mức giá retail lên đến 3 tỷ 250 triệu đó à, tuy nhiên hiện tại thì à, chiếc này thì có cái mức giá hợp cực kỳ hợp lý để anh em chơi và trải nghiệm à, nó hiện tại thì bên mình bán với giá là 1 tỷ 090 triệu trước đây thì bên mình đã bán ra chiếc này rồi với giá là 1 tỷ 250 Tuy nhiên là khách mới quay đầu cho nên là nó sẽ rẻ thêm được một chút và mức giá hiện tại là 1 tỷ 090 triệu là cực kỳ hợp lý để anh em chơi các bạn có thể thấy ở đây là chiếc này là một chiếc traditional tourbillon thì chúng ta sẽ có một cái tourbillon ở góc 6 giờ đây là cũng là tourbillon 60 giây các bạn nhé thì với chiếc tourbillon 60 giây này thì các bạn sẽ có một cái kim dây ở giữa đó và các bạn sẽ thấy là cái kim dây nó đang chạy và đang quay và đang chỉ ở phía vòng ngoài thì chúng ta sẽ có cái vòng là chia 60 phút À uh, Breguet thì thường có cái uh, truyền thống là làm mặt số thủ công. Đó và nó được đặt là Sweet Kiloch Main dial Thì uh, mặt số này được làm hoàn toàn bằng vàng và sau qua khoảng mười mấy, mấy bước thì nó sẽ tạo ra một mặt số như này. Mặt số là bằng là, làm bằng vàng khối. Ở đây thì chúng ta sẽ có logo Breguet và cái serial number của nó được khắc ở trên mặt số luôn là 3362. Đó. Ở phía trên này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái kim bào cót và chiếc này thì có thời gian tích cốt rất là tốt lên đến là 5 ngày. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đó. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ tại sao chiếc này sẽ có cái giá là 3 tỷ 250 triệu giá hãng. Bởi vì chiếc này toàn bộ phần máy ở sau thì được làm hoàn thiện thủ công bằng tay. Điêu khắc thủ công bằng tay, cực kỳ đẹp. Và với chất liệu PT950 thì nó bắt sáng phải nói là cực kỳ dã man luôn. Các bạn có thể thấy là cái bộ máy này. Đó, củ văng thì các bạn thấy là nó sẽ được làm với một cái logo chữ B cực kỳ tuyệt vời Đó Logo chữ B rất là đẹp Và đây toàn bộ tinh hoa của Breguet cũng như là các cái hãng top của Thụy Sĩ Thì nó sẽ tạo ra những cái bộ máy như vậy Đó, đó lý do tại sao mà retail hãng của chiếc này là khoảng 180.000 Tức là tương đương khoảng 3, ,3 tỷ 3 Còn hiện tại thì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tỷ 090 triệu để sở hữu chiếc này thôi Cực kỳ đẹp đó, khóa của chúng ta thì là khóa gập và khóa này cũng là Platin 950 luôn à, Một điểm để các bạn phân biệt Platin đó là cái dòng sản phẩm này Sử dụng cái chất liệu này thì Platin thì nó rất là khó xước Nó cứng hơn nhiều so với vàng trắng và nó nặng hơn nhiều so với vàng trắng à, Nó phải nặng gần gấp 2 lần so với vàng trắng Cho nên là một chiếc đồng hồ sử dụng Platin thì các bạn cầm thì nó sẽ có trọng lượng rất là cao Đó À, đây là hai chiếc đồng hồ tô -bi Long đỉnh cao mà hiện tại là ICS đang có ở trong kho Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video để mua Các bạn nhớ nhé chiếc mông lăng này là 345 triệu còn chiếc tô -bi Long của mình thì sẽ có cái mức giá là 1 tỷ 090 triệu Chiếc tô -bi Long này là size 40mm càng dài đeo sẽ tương đương chiếc mông lăng 42 là càng ngắn các bạn nhé à, Anh em nào có nhu cầu có thể qua ICS trực tiếp lên tay Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.